Em chào tất cả các bác nha. Trong buổi sáng ngày hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho bác một mẫu full bác nhé, dòng full 30 đấy. Các bác nhìn nội thất bên ngoài của nó khủng khiếp chưa? Các ngoài này sử dụng dòng bát của mu rùa các bác nhé, đấy, sử dụng bát của mu rùa. Hàng thì trong tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Em cũng nói luôn hàng này nó là hàng còn hàng tồn kho các bác nhé, hàng tồn kho ở bên Trung Quốc khi mà họ lắp ráp ấy. Thì họ nào cũng phải họ thường làm thừa ra các bác nhé. Khi mà vào công trình có cái lỗi, nó có lỗi gì thì họ sẽ thay thế luôn. Đấy thì là em cũng về được, cũng không có nhiều quá nhá, chỉ được mấy cặp thôi. Thì hôm nay em lại tháo tặng cho bác một cặp các bác nhé. Dòng này dòng full 30 các bác nhé. Cái dòng này thì các bác nhìn mà các bác trên loa lâu năm ấy thì các bác nhìn qua thì nó đúng như kiểu là một cái bát của mu rùa các bác nhé. Mu rùa thì trong sử dụng của màu UF nhé, cái dòng mà màu UF bát mu rùa đấy thì nó cũng tương tự kiểu như thế các bác nhé. Đấy, nhưng mà dòng này nó là dòng côn hở các bác nhé, các bác có thể nhìn côn hở được luôn. Đấy, dòng full 30 bát Navi, con này cái bát của nó khá là sâu các bác nhé. Đấy, cái bát này của nó khá là sâu luôn. Đây, ủi của bát nó nặng lắm, nặng em kinh khủng luôn. Đây, đây là một chiếc bát các bác nhé. Đây, sử dụng của bát Navi các bác nhé. Thì cái dòng này thì nó có đây, con là dòng sử dụng là dòng gân 26 thôi nhé, gân 26. Hàng nói chung là trong tình trạng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây tem nó có cả tem quá nhé, đây tem này. Đấy, USA nhưng mà nó sản xuất ở Trung Quốc thôi. Thương hiệu theo công nghệ thì của Mỹ nhưng mà nó sản xuất ở Trung Quốc thôi nhé. Đây, đây cũng là một cái tem, đây cũng là tem của nhà máy quá nhé. Đấy, con này của bát nó ghi là 650W nhưng mà con này thì đánh không đến tầm đấy đâu các bạn. Đấy, thì em thử thì nó chỉ tầm 400W trở lên là các bác đánh thoải mái một đôi này các nhé. Đây, kèo của nó đây các nhé. Đây, kèo đây. Củ kèo của từ các nhé, kèo từ. Đấy, bát thì cực kỳ là gấu luôn. Đây, chung ở trên thị trường cũng có một số vài anh em bán cái dòng này rồi các nhé. Đây, các bác cứ tìm hiểu kỹ đi. Đây, con này sử dụng bằng chép của Sinson các bác nhé, chép của Sinson. Đấy, nó như kiểu là của B3 các bạn đấy, Sinson. Thì cái củ tép này thì khá là hay các bạn. Đấy, củ tép này khá là hay các bạn nhé. Đấy, tem đàng hoàng các bạn nhé. Tép của Sinson. Đấy, đây. Còn đây là cái họng tép các bạn nhé, họng tép. Đấy, nó làm bằng cái nhựa của nó cực kỳ là chắc luôn. Nhựa của nó chắc lắm. Đây, bát đây là vì nói chung là trong tình trạng thì một trong tình trạng thì nói chung là hàng đẹp xuất sắc luôn. Đây là củ kèo của nó này. Đây, kèo đây nhé, tối. Đây, quay xem bát nó nặng kinh khủng. Đây, coi nhìn chưa, hàng thì nói chung là zin 100% rồi. Tại vì cái hàng này thay phát biết ngay quá nhá, vì là trong đây nó côn hở có gì này. Đây, đấy, thay phát nó nem nhem trong này ngay, nhưng mà đây là cái đường keo nó cực kỳ là nét thôi. Thôi côn hở thì đánh nó cực kỳ là mát. Đấy, con này sử dụng là gân vải tầm dầu quá nhá. Dòng này thì nó có được bôi một lớp keo là chống nước quá nhá, chống nước. Đây, con này sử dụng một gân 26, gân này sóng to quá nhá. Đấy, rồi sử dụng ở chống nước. Nói chung là cái hàng này thì giá cực kỳ là rẻ luôn đấy. À, giá rẻ các bạn. Con này thì thùng đít cân, nhưng mà đít cân nó kiểu là đít cân hơi vát vát của con nhé. Đấy, vát vát đấy, nó sẽ vuông ở dưới trên này đây. Thùng đít cân. Đây là nội thất bên trong của nó các nhé. Đấy, em cũng đấy, trước video em quảng cáo luôn là cái dòng này nó là hàng tồn kho các nhé, tức là bên kia họ chưa sử dụng luôn. Đấy, nên là nó cực kỳ là đẹp các nhé, nó không phải hàng bãi mà cái hàng này nó hàng tồn kho. Đây, từ những cái dây tín hiệu này bọc hết luôn nhé. Đây các bạn nhìn này, chả của nó này, tụ này. Đấy, cuộn cá này, tụ này. Đấy, đây, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây dây tín hiệu của tép này. Đấy, con này sử dụng là bông màu trắng quá nhé, bông màu trắng giải một lớp từ trên xuống dưới luôn. Đây, cái đây là cái căng của lồng. Đây, cái căng đây. Cái căng.
Đây căng của nó đây các bác nhé. Con này tên của nó là DIE. DIE các bác nhé. Nói chung là cái dòng này thì đánh tiếng khá là lực các bạn. Đánh tiếng nếu mà nói về tiếng bass của nó là kinh khủng khiếp luôn. Vì là cái từ của nó khá là to các bác nhé. Khá là to và sâu. Đấy. Dòng của bass Navi các bác nhé. Bass Navi. Thì bác là có nhu cầu lấy hàng. Đấy, cái dòng này thì em cũng chả cần có cái nhiều các bác nhé. Vì là nó gọi là đẹp xuất sắc, không còn gì để mà chê các bác nhé. Quan trọng là về giá thành thôi. Đây. Kể cả đây nó sẽ có mấy cái cọc để chống cái căng lên các bác nhé. Chống cái căng lên để nó khi mà mình xít cái ốc này vào nó không bị bẹt xuống các bác nhé. Đúng rồi, nó cũng thẳng. Đây, trên đây nó cũng có. Tép Sinison. Tép Sinison thì là một trong những dòng tép thì khá là hay. Nói chung là các bác chơi âm thanh nhiều thì các bác cái biết là cái tép của Sinison nó khá gì là nghe nó cực kỳ là lẩy các nhá, nó lẩy nhưng mà nó không phải là lẩy chói đâu, nó nghe nó cực kỳ là tiếng nó hay lắm các bạn, nó không phải là cái dạng mà lẩy mà chế đâu. Tép Sinison, bát của nó khủng khiếp luôn, số lượng em chả có nhiều đấy, chỉ có vài đâu thôi, và giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Bạn nào cũng nhu cầu lấy hàng ấy thì gái nên sẽ trực tiếp có số điện thoại em là 0919 511429 các bác nhé. Thì bạn nào yêu quý kênh cho em xin một đăng ký kênh và cho like để ủng hộ những mặt hàng mới nhất của bên em cầm trong hàng ngày cho các bác. Em chào tất cả các bác nhé.